Tiếp theo bài viết về Khăn Biêu cùng Exotic Việt Nam lên Tây Bắc, vào bản Thái chiêm ngưỡng phần còn lại của bộ trang phục truyền thống của các cô gái Thái. Ngày xưa, áo sữa cớm được may bằng vải nhuộm chàm, dài tay. Ngày nay, áo cớm sử dụng nhiều loại vải khác nhau, độ dày vừa phải, nên lụa bóng trơn hay có hoa văn. Hai hàng cúc có thể làm bằng bạc, đồng, luôn có đôi, một bên là đực, bên kia là cái, tô pe, tô me, có hình bướm, ve sầu, nhện, lá cây. Chiếc áo cớm luôn may bó sát người, trông bé xíu và ngắn ngung ngủng vì gấu áo luôn may vừa chấm thắt lưng. Phần eo luôn ôm gọn, ngực căng tròn nhưng nách áo và tay cử động thoải mái. Áo cớm rất kín đáo nhưng vẫn tôn được những đường nét trên cơ thể của người phụ nữ. Đi cùng chiếc áo cớm là chiếc váy xỉn Thái bằng vải đen, may liền hình ống, váy dài từ eo xuống gót chân. Khi mặc, cô gái chia đều mép bên trái và phải, gấp đầu váy vào điểm cố định ở phần cặp giữa bụng, tạo ra đường xếp nếp ở giữa đôi chân. Do vậy, phần thân váy phía sau bó sát vào thân, làm lộ rõ những đường cong của mông. Phần trên của váy luôn quá eo, tạo cảm giác đôi chân người mặc dài thêm ra. Váy bám chặt vào eo, qua dây thắt lưng, xài yêu, được dệt bằng tơ tằm màu xanh lá, dùng cho giới trẻ, màu tím thì cho người có tuổi. Người mặc quấn thắt lưng quanh eo tạo thành hai mối mở hai bên hông. Hai mối này trông rất dễ tuột ra, nhưng theo bụng no hay đói, người mặc siết thắt lưng đúng mức để có thể giữ được váy vào eo. Càng thở ra, thắt lưng càng siết chặt. Đây là cách tạo thắt đáy lưng ong của phái đẹp Thái. Nghe đâu bé gái Thái khi còn bé đã bị mẹ quấn bụng kiểu này để tạo vòng eo nhỏ nhắn từ nhỏ. Các nhà nghiên cứu dân tộc học đã cho rằng trang phục Thái nổi tiếng bởi sự hài hòa giữa cái che và cái phô ra, giữa cái giản dị mà không kém phần lộng lẫy, trên một cơ thể cân đối hài hòa của cô gái Thái. Cùng Exotic Việt Nam lên Tây Bắc, quan sát trải nghiệm lại câu thành ngữ về thẩm mỹ thể hình của các cô gái Thái: kinh cổm nổm tẳng.